rộ nghi án Túc Tiên và Hoàng Tulliver quay lại với nhau sau thời gian dài chia tay. Mới đây, đoạn clip Hoàng Tulliver đệm đàn piano bài hát mới được Túc Tiên chia sẻ trên trang Facebook cá nhân khiến khán giả vô cùng bất ngờ, cũng như trông chờ một dự án thú vị mà cả hai sắp hợp tác sau lùm xùm chia tay. Tối ngày 12 tháng 7, trên trang Facebook cá nhân, Túc Tiên chia sẻ clip ngắn ghi lại producer Hoàng Tulliver đang điệm đàn một giai đoạn bài hát. Kèm theo đó, cô cũng đăng tải dòng trạng thái, lâu rồi không gặp nhau, cùng hashtag Katina, Túc Tiên, Tulliver. Đây là một thông tin khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ, vì trước đó cặp đôi Túc Tiên và Hoàng Tulliver đã chính thức đường ai nấy đi, được chia sẻ rầm rộ vào tháng 2 năm 2018, khi Túc Tiên liên tục có những chia sẻ đầy tâm trạng trên mạng xã hội. Trong một sự kiện sau đó, Hoàng Tulliver xác nhận việc mối quan hệ của cặp đôi tan vỡ, nhưng khẳng định rằng mối quan hệ giữa họ vẫn là bình thường, không có chuyện không nhìn mặt nhau sau chia tay. Anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với người cũ và không ngại hỗ trợ Túc Tiên trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Và nhiều nguồn thông tin cũng chia sẻ, sau khoảng thời gian xa cách, cặp đôi còn vừa chính thức quay lại với nhau. Tuy nhiên, những người trong cuộc hiện vẫn chưa lên tiếng sau những lời đồn đoán trên. Clip của Túc Tiên cùng lời chia sẻ của quản lý nữ ca sĩ sau đó đã khẳng định đây chính là giai điệu bài hát mới và Katina chính là tên viết tắt của ca khúc do nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam sáng tác mà nữ ca sĩ sắp cho ra mắt. Việc Túc Tiên đăng clip Tulliver điểm một đoạn nhạc của ca khúc này có phải ngầm thông báo đây là sản phẩm kết hợp tiếp theo của cô và producer này chăng? Lộ bằng chứng Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu quay lại bên nhau sau một năm chia tay. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồng Ngọc vừa đăng tải hàng loạt bức ảnh về những buổi ăn uống của cô cùng các đồng nghiệp tại Việt Nam. Rất hiếm hoi mới có dịp về lại quê nhà, nên nữ ca sĩ tranh thủ gặp gỡ hết những bạn bè thân thiết như Chí Tài, Lam Trường, vợ chồng Trấn Thành, Trường Giang, Xuân Lan. Đặc biệt nhất, trong những buổi gặp gỡ còn có sự xuất hiện của Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu. Theo đó, cả hai bất ngờ đi ăn cùng các anh chị em nghệ sĩ và còn ngồi cạnh nhau rất thân thiết. Chỉ cần xuất hiện cùng một bàn tiệc thôi đã là vấn đề. Đằng này cả hai còn tươi rói, ngồi chung thế này thì khán giả lại tiếp tục xôn xao. Đây là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện cùng nhau sau gần một năm đường ai nấy đi. Bức ảnh này hiện đang khiến khán giả bàn tán khá nhiều. Có thể thấy cả hai dường như vẫn có mối quan hệ bạn bè tốt sau khi chia tay. Cả Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đều rất thân thiết với vợ chồng Hồng Ngọc, có thể mối quan hệ này được xây dựng từ những chuyến lưu diễn tại Mỹ. Cách đây không lâu, Hồ Quang Hiếu đã nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân khi thấy thông tin người đẹp bị thủy đậu. Đồng thời, anh còn thể hiện sự quan tâm, xót xa khi chứng kiến khoảnh khắc Bảo Anh bị bệnh, mong sớm khỏi bệnh em nhé. Thậm chí anh còn thẳng thắn cho hay, khi nghe tin nữ ca sĩ có bạn trai mới, anh thấy nhói tim vì không nghĩ rằng Bảo Anh lại có người mới nhanh đến thế. Có thể thấy dù đã tan vỡ, nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn thường có biểu hiện quan tâm đến Bảo Anh. Trước đây anh từng thừa nhận dù chia tay, nhưng vẫn còn tình cảm với nữ ca sĩ. ST công khai yêu Ninh Dương Lan Ngọc, phủ nhận nghi án đồng giới. Nam ca sĩ đã phản hồi câu hỏi về chuyện tình cảm với Lan Ngọc và hồi đáp của anh chàng càng khẳng định thêm mối quan hệ giữa họ. Hai ngày qua, cả cộng đồng mạng và các nghệ sĩ Việt đang rất hào hứng với một tính năng mới của Instagram. Theo đó, mọi người có thể gửi các câu hỏi đến người mình thích và các sao Việt sẽ phản hồi cực nhanh chóng. Đây cũng chính là cơ hội để các fan giải đáp những thắc mắc về thần tượng của mình. ST cũng là một trong những ca sĩ nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả ở nhiều chủ đề khác nhau, từ cuộc sống, bài hát mới và đặc biệt là chuyện tình cảm. Cụ thể, một khán giả đã hỏi khá thẳng thắn rằng, anh có yêu chị Lan Ngọc không ạ? Nhanh chóng khi đó, cựu thành viên nhóm 365 phản hồi, người yêu anh tên N, sinh tháng 4. Và Lan Ngọc lại là một cái tên rất phù hợp trong trường hợp này. Cô lại sinh ngày 4 tháng 4 năm 1990, so sánh với câu trả lời của ST thì có vẻ khá chuẩn. Vào khoảng đầu tháng 4 năm 2018, Lan Ngọc và nam ca sĩ ST cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Và tại đây, ST cũng bất ngờ nhắc đến mối quan hệ giữa họ. Theo đó, nghi vấn cả hai đang hẹn hò xảy ra khi khán giả thấy họ liên tục xuất hiện bên cạnh nhau. ST cho hay, Lan Ngọc chính là người anh quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ thêm, mối quan hệ của tôi và Lan Ngọc ở trên mức tình bạn. Tôi và cô ấy hợp nhau vì có nhiều điểm chung như vui tính, đôi khi hơi khùng. Lan Ngọc là cô gái đáng yêu, làm mọi việc nghiêm túc. Cả ST và Lan Ngọc đã bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn kể từ lúc tham gia bộ phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn. Kể từ sau đó, cả hai liên tiếp xuất hiện tại các sự kiện và có nhiều hành động thân mật từ trên sóng truyền hình đến ngoài đời thường. Minh Hằng dường như muốn lấy chồng sớm nên đã có hành động lầy lội này đây.
Cách đây vài ngày, đám cưới của em trai Minh Hằng diễn ra và thu hút sự chú ý bởi dàn nghệ sĩ là bạn thân của Minh Hằng cũng xuất hiện để chung vui. Một điều thú vị là trong đám cưới của em trai, Minh Hằng lại lầy lội, liên tục đứng tranh để cướp hoa cưới với mọi người khiến khán giả thích thú. Thông qua những hình ảnh do Minh Hằng chia sẻ, từ khi còn ở nhà cho đến lúc ở tiệc cưới, nữ diễn viên đều hào hứng cướp hoa cưới và còn không ngần ngại giơ bảng Marry Me. Nhiều người cho rằng ai nhận được hoa cưới sẽ mau chóng kết hôn, nhưng thường sẽ để hoa cưới rơi một cách tùy hứng, ai may mắn sẽ chụp được, nên không ít khán giả trêu chọc Minh Hằng, có lẽ cô muốn lấy chồng rồi nên mới muốn cướp hoa cưới như vậy. Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp khiến nhiều người ghen tị. Ngoài các vai diễn, cô còn là đại sứ cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Tuy vậy, khán giả vẫn rất thắc mắc, không biết khi nào nữ diễn viên chịu lấy chồng. Bản thân Minh Hằng thừa nhận, dù cô tham công tiếc việc, nhưng khi lấy chồng, nhất định sẽ dành hết thời gian cho gia đình. Từng chia sẻ về người yêu của mình trong các bài phỏng vấn, nhưng Minh Hằng nhất quyết không để lộ danh tính người đàn ông làm cô siêu lòng. Theo nữ diễn viên, cô giấu người yêu trong bóng tối vì không muốn anh chịu áp lực, dù nữ kia muốn đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh cô. Biết đâu khi danh tính bị bày ra ánh sáng, anh ấy sẽ càng mệt mỏi, còn cuộc tình của chúng tôi trở nên nặng nề, bớt đi sự trong sáng. Tình nào cũng rất dễ tan, nên cả hai phải cẩn thận rất nhiều, Minh Hằng chia sẻ. Điểm danh những sao Việt lấy chồng Tây, người một bước lên tiên, kẻ ôm hận khóc thầm. Quyết định lấy chồng ngoại quốc của nhiều sao Việt khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Thế nhưng không phải cứ lấy chồng ngoại quốc là sung sướng, đã có không ít người phải ôm nỗi buồn vào lòng vì hôn nhân lỡ dở. Thu Minh, từ một người lận đận chuyện tình duyên, năm 2012, dân mạng bất ngờ vì thông tin Thu Minh lên xe hoa với chồng ngoại quốc, ông xã của nữ ca sĩ là Otto De Jager, một doanh nhân người Hà Lan. Sau đám cưới, hình ảnh nữ ca sĩ được chồng yêu chuộng, yêu thương cũng như được hỗ trợ về tinh thần và chu toàn cho cô mọi cuộc sống vật chất đầy đủ khiến nhiều người thật sự ghen tị. Hiện tại Thu Minh đang sống trong những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên chồng và con trai. Sự nghiệp của nữ ca sĩ ngày càng thăng hoa khi cô trở thành một trong những ngôi sao quyền lực trong showbiz và không ngừng nghỉ phấn đấu. Hiện tại, gia đình cô đang sống tại một căn hộ giữa quận 3 trị giá 85 tỷ đồng. Không những thế, nữ ca sĩ còn được chồng Tây tặng siêu xe, cũng như sở hữu chuyên cơ, du thuyền sang trọng. Nhiều người nói rằng Thu Minh lấy chồng Tây là một bước lên tiên. Nhìn hình ảnh hạnh phúc của nữ ca sĩ khiến ai nấy đều chân thành chúc phúc cho cô. Hà Anh, tháng 7 năm 2016, Hà Anh lên xe hoa với ông xã Oliver Jordan, sinh năm 1984 ở Anh, kém cô 2 tuổi. Ông xã của siêu mẫu là giáo viên một trường tiểu học quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau một năm ngày cưới, Hà Anh thông báo mang bầu và mới đây, cô cùng ông xã đã vô cùng vui vẻ đón con gái đầu lòng. Ông xã của Hà Anh là một người chồng vô cùng tâm lý và chiều chuộng vợ. Theo như Hà Anh chia sẻ, ông xã luôn đi cùng mình trong tất cả các buổi khám thai, siêu âm để cả hai cùng chia sẻ cảm giác làm bố mẹ. Anh cũng tích cực hỏi bác sĩ có nên thêm kiến thức chăm sóc vợ. Dành những lời có cánh cho chồng mình, siêu mẫu từng tâm sự khi mang bầu luôn được ông xã động viên cũng như đồng hành bên mình. Chính điều này đã khiến cả hai vợ chồng gần gũi, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Đoan Trang, kết hôn khá muộn nhưng Đoan Trang là một trong những sao Việt may mắn có được cuộc sống viên mãn sau đám cưới. Quyết định kết hôn với người chồng Thụy Điển Johan Wicklund, tổng giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, nữ ca sĩ không chỉ khiến người hâm mộ vì khối tài sản kết xù, mà còn bởi vì cô luôn được chồng Tây chiều chuộng yêu thương hết mực. Những lần xuất hiện trước ống kính truyền thông, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Ngoài ra, cả hai vợ chồng đều tranh thủ cùng nhau đi du lịch nhiều nơi để có thể hâm nóng tình cảm. Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, Đoan Trang từng nói rằng ông xã là một người sống vô cùng tình cảm. Sau 6 năm bên nhau và có chung một cô con gái, tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Phi Thanh Vân, không phải cứ lấy chồng ngoại quốc thì mặc nhiên đều được yêu chiều, cưng nựng và được hưởng trọn vẹn cuộc sống về vật chất và tinh thần. Phi Thanh Vân là một trong những ví dụ điển hình trong một trường hợp như vậy. Chồng cũ của Phi Thanh Vân là Tony Plant, người Pháp và hơn nữ diễn viên 15 tuổi. Lấy nhau được 4 năm nhưng nữ diễn viên đã sảy thai 3 lần. Ở thời điểm không giữ được đứa con đầu lòng, Phi Thanh Vân rất đau buồn và chán nản. Tuy nhiên, cô vẫn được ông xã thương yêu và chăm sóc hết mình. Đến năm 2012, những tranh cãi trong cuộc sống và việc không có con để gắn kết hạnh phúc gia đình khiến cho Phi Thanh Vân và chồng Tây chia tay trong ồn ào. Một trong những lý do dẫn tới ly hôn của Phi Thanh Vân chính là vấn đề bất đồng về ngôn ngữ. Hai vợ chồng dần dần ít nói chuyện hơn khi nữ diễn viên từng chia sẻ cô thấy mình như người thừa thãi trong nhà. Cô cũng từng chia sẻ rằng đừng tưởng lấy chồng Tây mà sướng, đàn ông Tây văn minh đến mức hôm nay còn yêu nhưng ngày mai thì đã hết yêu rồi.
Thúy Vinh. Cô người mẫu từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình rằng chồng chỉ là người hỗ trợ tinh thần mà thôi. Thúy Vinh kết hôn với chú rể Andrew Paul, người Singapore, khi đang mang bầu ở tháng thứ 6. Thế nhưng sau đám cưới 2 ngày, ông xã của cựu người mẫu vội vã trở về Singapore để mặc Thúy Vinh một mình đối diện và lo liệu mọi thứ. Thỉnh thoảng người chồng ngoại quốc mới sang Việt Nam thăm vợ con một lần. Khi Thúy Vinh sinh con thì Andrew cũng chỉ ở lại Việt Nam mấy ngày rồi nhanh chóng trở về Singapore. Cô một mình chăm con ở Việt Nam, vừa quản lý công ty, tất tả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền. Lấy chồng Tây nhưng Thúy Vinh không sướng như mọi người vẫn nghĩ.